Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nhịp sống kinh tế ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Nhịp sống kinh tế hôm nay sẽ giúp quý vị có nhiều thông tin hơn về tình hình kinh tế cả nước và của tỉnh Bắc Cạn trong tuần qua. Giá vàng tăng kỷ lục trong tuần qua. Bắc Cạn hỗ trợ các đơn vị xây dựng website thương mại điện tử. Miến rong Nari xuất khẩu đi thị trường châu Âu. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 7 tháng năm 2020 giảm so với CPI 6 tháng. Theo đó, CPI tháng 7 năm 2020 tăng 0,4% so với tháng trước. Mức tăng này là do giá xăng dầu trong nước biến động tăng theo giá xăng dầu thế giới và nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong thời gian nắng nóng kéo dài. Tổng cục Thống kê cho biết có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm giao thông tăng nhiều nhất với 3,91%, chủ yếu do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu vào thời điểm 27 tháng 6 năm 2020. Việc tăng giá xăng dầu này làm CPI chung tăng 0,37%. Cùng trong nhóm tăng là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,47%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,3%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,7%, nhóm may mặc mũ nón và giày dép tăng 0,6%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,2%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục cùng tăng 0,2% và nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,17%. Trong tháng 7, Việt Nam ước tính xuất siêu 1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, tính chung 7 tháng năm nay, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 6,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là những thông tin mới được Bộ Công Thương công bố. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 145,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng với giá trị xuất khẩu ước đạt 50,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc. Bộ Công Thương dự báo 5 tháng cuối năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, mở ra cơ hội rất lớn cho hàng hóa và doanh nghiệp của Việt Nam. Thị trường vàng trong nước tuần qua trở thành điểm nóng khi giá vàng chạm mức 58 triệu đồng một lượng từ ngày 28 tháng 7. Sau khi giá vàng SJC tăng mạnh lên đỉnh 58 triệu đồng một lượng vào ngày 28 tháng 7, giá vàng đã giảm nhẹ xuống trong các ngày 29 đến 30 tháng 7, chốt phiên giao dịch cuối tuần mùng 1 tháng 8. Giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,5 triệu đồng một lượng mua vào và 57,5 triệu đồng một lượng bán ra. Cách đây một tháng, giá vàng ngày 30 tháng 6 ghi nhận mức 49 đến 49,5 triệu đồng một lượng và chỉ sau một tháng giá vàng đã tăng từ 7,6 đến hơn 8 triệu đồng một lượng. Mức giá tăng cao và tăng sốc chỉ trong một tháng khiến nhiều người lo lắng. Người có tiền để trong ngân hàng tiếc nuối. Người mua bán đất gặp khó khăn do giá vàng lên chóng mặt, tiền quy đổi từ vàng mất giá. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Cạn đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 7 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng của tỉnh gồm Công an, Cục Quản lý Thị trường, Thuế, Kiểm lâm, Thanh tra chuyên ngành đã phát hiện xử lý 461 vụ với 143 bị can, 354 đối tượng vi phạm. Trong đó, khởi tố hình sự 115 vụ, 143 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 346 vụ, 354 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung kiểm soát nhóm các mặt hàng thiết bị vật tư y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, các doanh nghiệp đang dần chú ý đến các giao dịch thương mại điện tử. Giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp với người tiêu dùng đang dần trở nên phổ biến. Số người đã từng tham gia đặt hàng và thanh toán online ngày càng tăng nhanh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, trong thời gian qua, ngành công thương Bắc Cạn đã chú trọng triển khai các đề tài phát triển thương mại điện tử như xây dựng và vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho một số lĩnh vực cấp phép năm 2016, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp và thương mại tỉnh Bắc Cạn năm 2017, hỗ trợ 7 hợp tác xã xây dựng website thương mại điện tử năm 2018, hỗ trợ 6 đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng năm 2019 và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh
đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý khối lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển của các doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước và chống thất thu thuế của ngân sách nhà nước thông qua hệ thống thông tin giao dịch điện tử tỉnh Bắc Cạn phục vụ việc quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, tiếp cận cơ hội kinh doanh dễ dàng và thuận tiện hơn so với môi trường kinh doanh truyền thống trước đây, góp phần giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, tiếp thị hiệu quả hơn, xây dựng hình ảnh và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến tốt, hiệu quả hơn. Từ đầu năm đến nay, dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ CSSP đã giải ngân vốn vay quỹ WDF dịch vụ tài chính nông thôn được 6,6 tỷ đồng. Dự án đã giải ngân vốn vay lại cho các nhóm tiết kiệm tín dụng tài chính nông thôn tại các huyện Ba Bể, Na Rì, Ngân Sơn, Bắc Nạm với tổng số 348 hộ. Nguồn vốn vay chủ yếu để thực hiện các mô hình tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò sinh sản, nuôi lợn đen, trồng cây gừng, trồng cỏ, nuôi gà thả vườn. Việc giải ngân quỹ WDF dịch vụ tài chính nông thôn giúp các nhóm hộ sở thích phát triển các chuỗi giá trị thế mạnh về trồng trọt chăn nuôi của địa phương mà còn tạo cơ hội thoát nghèo cho các hộ thành viên. Nhiệm kỳ qua, huyện Na Rì thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 19/15 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với mục tiêu đại hội đề ra, đạt 127%. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 95 tỷ đồng, so với tổng dự toán tỉnh giao là gần 89 tỷ đồng, vượt hơn 6,2 tỷ đồng. Các ngành chức năng phối hợp quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn hoàn thành dự toán thu ngân sách qua các năm. Nguồn thu chủ yếu là các khoản thu từ đất, hoạt động thương mại, luân chuyển hàng hóa trên địa bàn phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân hàng năm tăng trên 25%. Trong nhiệm kỳ, thực hiện được 284 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 7 chợ. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động 4 chợ, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa trên địa bàn phát triển. Thưa quý vị khán giả, trong những năm gần đây, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ. Với sự cạnh tranh sôi động về phát triển dịch vụ bán lẻ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại, các công ty công nghệ hỗ trợ dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian thanh toán, có thể nói hình thức này rất an toàn và tiện dụng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn trong thanh toán trực tuyến vẫn đang khiến nhiều người băn khoăn. Việc thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang được nhiều tổ chức cá nhân thực hiện trong thời gian qua. Được biết, đến hết tháng 6 năm 2020, thành phố Bắc Cạn có hơn 15.000 khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện bằng cách thức thu hộ, đạt tỷ lệ trên 62%. Thì trong cái thời gian vừa qua, để thực hiện việc thu tiền để khách hàng, có nghĩa là nộp tiền điện, không phải dùng tiền mặt, mà có thể là thanh toán qua những hình thức như trung gian, tổ chức trung gian ấy. Thì đối với điện lực thành phố, chúng tôi thực hiện cái thứ nhất là tuyên truyền sâu rộng trên đài phát thanh của thành phố và gửi tin nhắn qua các dịch vụ như SMS và qua Zalo để khách hàng nắm được. Thì qua quá trình thực hiện thì đến tháng 6 năm 2020 thì điện lực thành phố đã có trên 15.000 khách hàng thực hiện. Tuy nhiên, cũng như việc giữ ví tiền khi đi ngoài đường, khi mua hàng và thực hiện thanh toán trực tuyến, người tiêu dùng quan tâm nhất đến an toàn, bảo mật. Đặc biệt, hiện nay tình trạng tội phạm công nghệ cao đang trở nên tinh vi và phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng điện tử. Để phòng tránh rủi ro, người dùng cần lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, thông tin cá nhân. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, đồng thời chủ động bảo vệ các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, máy tính. Có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập, không lưu lại mật khẩu và luôn thoát khỏi hệ thống sau mỗi lần sử dụng. Cái hệ thống bảo mật ý, đã được làm rất là chặt chẽ, cảnh báo cho khách hàng để khách hàng nắm được là những cái hành vi mà lừa đảo có thể xảy ra. Và cái một cái bảo mật nữa là cái mật khẩu trên smart thì cũng phải thường xuyên được thay đổi. Thì cái đấy cũng là một cái bảo mật rất tốt cho khách hàng. Rõ ràng với các phần mềm thanh toán trực tuyến như hiện nay sẽ giúp cho khách hàng tiện lợi hơn khi thực hiện các giao dịch, song các ngân hàng cần quan tâm hơn đến vấn đề bảo mật, tăng cường an ninh mạng, đồng thời người dân cũng cần được nâng cao kiến thức về bảo mật tài khoản của mình, từ đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Miến rong Bắc Cạn được coi là một trong những sản phẩm nông sản chính được tỉnh quan tâm phát triển. Sắp tới, 5,3 tấn miến rong bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nhãn hiệu tập thể miến rong Bắc Cạn sang Cộng hòa Séc.
Trong tháng 7 vừa qua, Hợp tác xã Tài Hoan chính thức ký kết hợp đồng với công ty Dalla Sponsro, xuất khẩu 5,3 tấn miến rong sang Praha, Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm nông sản của Bắc Cạn vươn tới thị trường châu Âu. Cụ thể, Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh, huyện Nari sẽ xuất khẩu 5,3 tấn miến rong bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nhãn hiệu tập thể miến rong Bắc Cạn theo đường biển từ cảng Hải Phòng và sẽ cập bến dỡ hàng tại cảng Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức trước khi vận chuyển theo đường bộ tới Cộng hòa Séc. Tổng giá trị đơn hàng đợt này là gần 15.000 đô la Mỹ. Hợp tác xã Tài Hoan là một cái hợp tác xã mà có một cái sản phẩm miến rong, có một cái hàng xuất ra thị trường châu Âu. Đây là một cái cơ hội đối với địa phương là có một cái vùng nguyên liệu từ sản xuất từ bà con là trở thành một chuỗi liên kết. Để mà có cái sản phẩm này thì hợp tác xã Tài Hoan mấy năm trước cũng đã có rất nhiều cố gắng giúp cho địa phương bao tiêu cái nguyên liệu cho bà con ở tại địa phương xã sang nhà. Hiện tại, công suất chế biến của hợp tác xã đạt từ 1,2 tấn miến một ngày, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu các đơn hàng tiếp theo trong thời gian tới. Để hỗ trợ, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành trực tiếp đến hợp tác xã hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành các điều kiện tiêu chuẩn để được xuất khẩu sang châu Âu. Như vậy có thể thấy sản phẩm miến rong của hợp tác xã Tài Hoan bước đầu đã vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe nhất, được phía bạn công nhận đủ điều kiện xuất khẩu sang châu Âu. Xuất khẩu ra sang cái thị trường châu Âu thì cái thứ nhất là cần phải cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, đấy là rất là nghiêm ngặt. Thì hợp tác xã cũng đã làm được, cũng hoàn thành được khá nhiều cái những cái tiêu chí về cái an toàn thực phẩm. Cái thứ nhất là về cái quy mô nhà xưởng. Thứ hai là hiện tại thì bây giờ hợp tác xã cũng đang có phải phơi ở trong một cái nhà kính để chống cái bụi bặm. Đấy là cái của hợp tác xã đã đạt được. Hợp tác xã Tài Hoan hiện nay đang hoạt động với công suất sản xuất 100 tấn miến rong một năm. Doanh thu năm 2018 đạt 5,2 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư thời gian tới là đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất, tăng sản lượng miến, thúc đẩy ra thị trường nước ngoài. Hiện hợp tác xã đang đầu tư xây dựng mới 700 m2 nhà xưởng, khu đóng gói, khu vực xây miến, xưởng làm miến rút với tổng mức đầu tư trên 3,7 tỷ đồng. Phấn đấu doanh thu tăng lên 7,8 tỷ đồng năm 2021 với diện tích gần 1.000 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 72.000 tấn. Rong giềng là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bắc Cạn. Việc xuất khẩu được sang thị trường châu Âu sẽ tạo cơ hội phát triển mới cho sản phẩm miến rong của tỉnh trong thời gian tới. Các ngân hàng thương mại đã tung ra khoảng 250.000 tỷ đồng vốn ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp khi COVID-19 bùng phát. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần giảm lãi suất điều hành với mục tiêu nới lỏng thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua COVID-19. Thực tế, từ khi đại dịch bùng phát trong quý 1, mặt bằng lãi suất cho vay đã được các ngân hàng giảm từ 2 đến 2,5% một năm so với đầu năm 2020. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đã có khoảng 250.000 tỷ đồng vốn ưu đãi được các ngân hàng thương mại tung ra để tháo gỡ nút thắt cho nền kinh tế. Đến tháng 7, một số ngân hàng vẫn theo xu hướng giảm lãi suất để kích cầu sản xuất và tiêu dùng. Theo Ngân hàng Chính sách huyện Bắc Nạm, đến nay toàn huyện đã có gần 200 lượt lao động cho vay theo chương trình xuất khẩu lao động với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Nẵm đã triển khai cho vay tại 100% số xã trên địa bàn huyện, với mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí phải đóng cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Riêng đối với hộ nghèo, lãi suất cho vay chỉ bằng 50% lãi suất dành cho hộ nghèo theo chuẩn chung. Qua đó, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện đã có gần 200 lao động có việc làm và thu nhập ổn định ở nước ngoài. Theo chương trình cho vay xuất khẩu lao động, riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã giải ngân cho vay xuất khẩu lao động hơn 50 lao động. Chương trình Nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.